Xin chào cả nhà, đã lâu rồi kênh Tân Yến không có lên video và bây giờ đã lên lại rồi. Lâu quá rồi, mong cả nhà không có quên kênh của Tân Yến ha. Bây giờ tại lâu quá rồi, đi thực tập rồi, đi năm cuối á. Đi thực tập đã chuẩn bị vô trường cho nên là bận quá không có quay được video. Bây giờ mình quay lại, hôm nay đi chơi với mẹ. Trời ở trường gần quá, sáng nay một ngày đẹp trời, Bích Huyền đã đi chợ trời. Nắng. Tại sao gọi là chợ trời? Chợ trời là nơi mà bán lại đồ cũ hoặc là cái đồ mà đồ mới mà rẻ đó, người ta xả ra, họ bán rẻ. Săn những cái đồ đó dính. Mỗi lần đi chợ trời là nhớ Việt Nam cả nhà, tại bán ngoài trời nên gọi là chợ trời. Đồ đông quá trời. Bữa giờ mất tích mấy tháng trời, tại vì đi thực tập không ở nhà, không có quay được, không có giờ để đi luôn. Đã trải qua một cái thời gian thật là kinh khủng. Vừa đi thực tập, vừa đi học, mà vừa đi làm. Hơi to đi. Bữa nay đi mà bất ngờ cả nhà. Không có đem theo cái cây quay phim chống rung á, nên là nó có rung chút xíu, cả nhà thông cảm nha. Từ lâu lắm rồi tụi con mới quay lại cái video. Cảm ơn ơi. Đi. Đây là cái trường trường quên quá, trường đại học hồi đó Yến học ở đây nè cả nhà. Nắng quá, đi chợ trời nhớ nha. Chống nắng rồi đem nón đầy đủ nha, nắng lắm. Bây giờ mẹ muốn đi chợ trời trước hay là đi vô coi trường đại học trước? Qua trường đại học trước. Vô trường đại học đấy. Chơi đóng ghê vậy ha. Trời ơi, mua chắc là đến khi mình ra là hết mất. Chắc đi vòng ở trong sân. Đây là thư viện. Trên đây là thư viện nè. Trên mấy cái tầng bự bự trên đây là thư viện. Đây là nguyên cái tòa nhà bự bự này là bên thư viện. Sống tại học đại Yến. Trời ơi, nay thứ bảy. Trường đại học đó học thứ sáu. Sáu bảy chủ nhật nghỉ mà. Ở đây chợ trời ha. Còn trời non nữa. Còn sâu rộng lắm. Đi ra coi một tí đi. Mẹ ơi,
quay ra mình quay em vòng thôi. Cái này nó tốt hơn đây, đây bên kia đằng sau nữa, thử lắm. Đây là trường đại học ngày xưa, mấy năm trời rồi bây giờ quay lại thấy khác quá rồi nha. Quay lại xây nhiều quá. Em học đây lâu lắm rồi. Dạ. Yeah. Học muốn vì bị trường đuổi rồi cho nên là đi rồi. Không học nữa. Giờ dẫn mẹ vô, đây là lần đầu tiên mẹ vô trường này nè. Trường này dạy y tá khó lắm, khó vô được cái trường này lắm. Nhà ăn nè mẹ. Nhà ăn đây nè. Đó, cà phê tre. Đó, nó tú đằng sau lận, bự lắm rồi đi hồi mỏi chân á. Quay mẹ, quay mẹ, mẹ kêu quay mẹ. Chụp cho tấm hình luôn đó. Quay không nói gì hết trời. Hả? Xin chào mọi người. Lâu lâu mẹ mới lên sóng. Ôi, hai tháng mấy tháng trời vừa đi học vừa đi thực tập vừa đi làm rồi không có quay nổi luôn, không làm được à, quay mà nhưng mà không có cái cốt truyện, không có nội dung á, nhiều khi cả nhà chán nên Yến không có quay. Trời ơi, chị Quyền chỉ điệu. Bây giờ mình ra chợ trời nha cả nhà. Lên được, ráng đi. Can you help me to hold? Can you help her to get on? Thanks. Tính kêu ổng giữ điện thoại để mình bế mẹ lên mà ổng lên ổng giúp lên luôn. Đi lên. Trời. Thank you so much. Rồi ngồi yên ngồi chụp hình cho nè. Ngồi quay ở đây rồi tí ổng bế xuống. Thank you so much. Yeah. Thank you. What's your name? Vince. My name is Helen. Nice to meet you. Pleasure. Enjoy your day. Thank you so much. And you too. Have a great day. Anh đi vào Việt Nam kìa. Không phải vợ. Ông đây mình. Đi về cố đó. Đâu đi mình á. Đâu đi với vợ làm gì dám to. Trộm bó tay. Người Mỹ người ta dễ thương lắm rồi nha. Trời ơi, người ta gặp người ta thấy là người ta đưa lên liền à. Dễ thương lắm. Thấy mình làm không được á là nó tới giúp à. Bích Quyền được mấy tấm hình lên cái. Đi ra đi ra. Nghe tí lắm, cái thùng rạc để bỏ luôn cái bếp ấy. Không cái nắp á. Nha. Nó lấy cái lên. Anh thấy. Đây đây lấy cái nó vừa đó nè. Có mở trực mẹ này đi mẹ tin cầm cầm mẹ tin. Có mở trực mẹ tin cả nó vừa như vậy nó có. Này không có thời cái lên rồi. Bao nhiêu cái lên nha? Cái đó 16 đồng con. Cái thùng rác đi te te vậy. Ngồi đây nè, lấy cái em gửi cho lên được trả tiền xíu đi. Xem mua thùng rác 8 đồng cả nhà. Gửi đây nha cô. Có nhớ mặt nha cô. Chứ trời ơi bán như thế hoài mà. Đi đi qua đường này nè mẹ. Nhiều lắm, bao nhiêu cũng lắm. Cái màu đỏ nó không phải là màu đỏ.
đây là chợ kim chỉ. Chị ơi, tại có cái kiếm to thế vậy? Có như vậy vậy. Đây đi phòng mày cái bóng gỗ với đi trong điêu. Có rồi. Lăng đẹp ghê không? Hồ điệp. Cái này nhỏ bao nhiêu vậy? Dạ. Cái đó 2 nhánh 8 đồng, 1 nhánh 7 đồng. Đừng có mua coi đủ đẹp cái gì không? Có còn rẻ không? Có còn rẻ không mà chờ không? Đó sao ngay nó hỏi đi giữ vậy ta? Rẻ không mà chờ không? Có đu đủ đầu đẹp nhé. Không nhưng mà rẻ hơn không? Năm rưỡi một thao. Rẻ hơn mà chờ không? Không rẻ hơn lắm đâu. Không rẻ hơn lắm đâu. Nhưng mà đấy bảo đậm là ngon. Đây ngon à, nhìn ngon. Nhìn rất là ngon luôn. Mà không biết lụa ta. Đây này, mấy cái trái này, nếu ăn liền á thì mình lấy mấy cái. Lấy cái trái này, mấy cái trái này cho mày con. Đấy này, cái trái này này. Nếu ăn liền á. Ăn liền. Mà ở nhà còn tôm nữa. Cái đó không ạ? Cái tôm mẹ gọt có ngọt không? Ngọt. Cái này còn cứng nè. Thì cứng thì để ăn tư tư. Cái này ngon không ạ? Ngon, nhìn là ngon nè. Lấy đi, lấy trại đó đấy. Ô, khoai lang ngon ghê vậy nè. Vậy ăn khoai này nè. Coi cái này nó thử khoai lang bao nhiêu? 7 đồng rưỡi. Đây chân lè đây. Khoai lang nữa hả? Khoai lang có thử gọi khoai lang nữa yến dở. Khoai lang bao nhiêu cân? Yến có khoai lang bao nhiêu vậy? 2 đồng 1 thao hả? Mắc không vậy? Mà đang cắm cái màu tím phải không? Không biết không? Không có lần cốt, không biết nó màu gì á. Màu tím, màu tím. Mẹ ăn không? Con lăng màu tím mấy ngày. Lấy hai trái rồi, lấy bát cụ đây chứ. Mẹ cắm. Mua trái này rồi. Tới đấy hà với chỗ hàng. Nhưng mà vậy mà những cái người chơi đồ cổ ra đây mua hay có? À đó, hay khai sụn đồ cổ đó. Yên có mấy cái túi dễ thương như này. Mấy cái túi mà cái diện là giống như kiểu là đồ của người người gì đó người. Chơi tiền cổ ra đây mà có. Mua được mai cũng qua chứ chết đồ rượu nữa. Mai con cầm nha. Bác cổ qua bao nhiêu vậy? 4 đồng. 4 đồng hả? Khoai này chắc ngon không? Không, chắc không ngon tại vì thấy heo hẹo hẹo giống như kiểu nó rộng mực á. Với khoai rộng mực á. Nhà mình ăn khoai ăn đồ chẳng ít hết. Hả? Chợ này nhỏ, chợ chứ sao đấy, thịt hơn.
sao kia nó không mua đóng vậy, hồi hôm nay hình ra khỏi luôn. Về vào chơi luôn ha. Nhưng có coi dây dẹp kìa. Trời ơi, dạy ở nhà chưa đủ nhiều lắm. Không, coi thôi chứ không còn mua. Dây dẹp vào nhau vào chơi luôn. Không có gì ăn thôi, chút nữa hai mình đi, hai mẹ con mình đi vô shopping đi. Điểm kho mua. Đi đi. Cái đèn xe. Đi kệ đi, vô trong. Chút vô shopping đi, vô đồ trong đó. Shopping của mình đi á, đi chỗ khác. Kẹp cây vào chơi nữa nha. Thôi trời ơi, mày cứ lo sớm đó. Ồ, và làm hôm bữa đi về Việt Nam mua quá trời, về để một đống ở nhà luôn. Kệ sẵn mua cho dư. Không chịu cho dư. Chờ chơi. Thì có cái giấy cột tóc này có về cột không? Ô, chân con. Giấy này cột sữa nữa. Mềm lắm. Màu gì được hả? Cái loại gì mà bán dây tóc bán đồ quá trời. Dớ nè, quần nè, quần xì áo vú. Trời. Dạ. Đâu rồi? Ngay bạn. How much? À, 1 đồng 25. Ồ, 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 right here. 1 đồng 25. Ồ, trời ơi. Mình lại còn ngay chứ. Nè, rớt một cái nữa kìa mẹ. So get this one. Yeah. Tiền mẹ, mẹ cầm đi con căng. Bữa sau mình đi, mình đem tiền sen đi ở nhà của tôi, trong các của tôi luôn. Hả? Nha. Phải đưa đem cầm. Là đi tính đến cho nghe xem. Cái này mẹ mặc được nè. Xóa hả? Đang xóa hả? Xóa lại kìa con. Ba cái 10 đồng. Dạy vậy. Gồm cả là băng xóa nha. Xóa mẹ không thích. Mẹ là thích thun. Con nhiều áo không con? Thì nó mới mặc dễ thương vậy hả? Thì nó mới mặc dễ thương. Mặc với quần gì vậy? Nó con tay con ấy đi mặc bình thường còn được mà. À, đi làm còn được mà. Cái nó đẹp lắm mà. Mày còn cái là mẹ là khó à. Mấy kẻ đẹp nhưng mà băng xóa mẹ lắm. Thôi thôi thôi. Nó đen về mắt lắm. Không mẹ. Tiêu rẻ. Nó cái này, yên lại cái này này một cái cho mẹ đấy. Hả? Lấy cho đủ ba cái. Bao nhiêu cả? Nhỏ lắm, ngắn ngưng mà. Để nó cơ yếu mắt được. Ôi trời. Mẹ vậy là cái này đồ cũ đồ mới. Điệt chệt liền. Chắc không có không tém không tém hết rồi. Cụ mới gì thì cụ hơn mấy bạn kiểu đi dây thôi chứ. Thôi trả lại. Không, kìa lấy đi mày thấy cái ạ. Để hai cái thôi không được. Mười đồng nhưng mà mình mua hai cái tỉnh. 7 đồng. 10 là 8 đồng.
mua ủng hộ cho như tới đây mua rồi. Hai cải đó, hai cái lại hai cải đi con. Cái cải này mặt nóng à? Không, cải này mặt lành là một sẵn, mày đi lấy mặt cũng được chứ. À, đéo này mày thầy dễ thương á. Con quay lưng trước con. Băng gì gì đó. Lên. Cái này dễ thương nè. Mẹ mặc vô thử đi. Đây con cầm cho. Bỏ 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 đu đủ xuống. Cái này mắc chỉ có trơn mà không lành nó. Đưa tiền lấy đi. Bao nhiêu? 3 cái 10 đồng. Ờ thôi lấy lấy đầy đi. À qua cho nhiều 50. Lấy ủng hộ cho người ta. Hỏi hỏi bao nhiêu, hỏi tiếng Mỹ hỏi sao con? Hả? Quên cha tiếng Mỹ rồi. Hồi nãy hay là cái ánh không à. Trời là cái thằng mẹ vậy thương gì vậy. Dữ không á? Cái mặt gì thương. Come on, star. How much for this one? 3 for 10 that's all, mama. All right. 3 cái 10 đồng. Alista. Lấy đi. Alista. Huh? 45. Xin đọc cái bên. Xin đọc. Can I get a bag, please? Cái mua ủng hộ với người ta. Là 40 chục nhé. Có tôi muốn làm cái gì chơi không? YouTube. Hả? YouTube. Hả? YouTube. Con để YouTube. Es 3x10. También. Việt Nam. Kia là lên thành được không? You're gonna be on my channel. Okay, hello. Okay. Hello. Thank you so much. Your channel. Con Yen channel. You wanna? So, P-U-Y. P-U-Y. Okay, I don't know. Three for ten. The free doll. Check later, okay? Thank you so much. You so much. Yes, gracias. Have a great day. How much? $10. $10. Yeah. Ten. Bye bye. 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 Canada nè. Chứ cái chữ Canada rõ ràng. Mệt quá. Chữ ca. Con tiếng Mỹ nè. Tiếng Việt Nam nè. Không phải, tiếng Việt Nam đâu phải. Nè, có ngày quốc gia Việt Nam nè. Ủa sao lại có con cọp đó nó? Việt Nam nè.
tiền Philippines. Tiền nước tiền hồi xưa hả? Tiền Philippines nè. Tiền của Pháp nè. Tiền Hàn Quốc nè. Tiền Nhật Bản nè. Tiền Mỹ nè. Mexico nè. Hai chị. Chị cần giúp gì không? Không, không quay tiền. Ok. Ủa, anh là Thọ hả? Đúng rồi. Ồ, nên... cái này người liên hệ với em Thọ để em có tiền tiền cổ. À, cái này tiền tiền Việt Nam nè. À, đây là tiền cổ đó hả? Tiền Việt Nam hả? Tiền Việt Nam xứ. Tiền Minh Mạng nè. Thời Minh Mạng, Gia Long thông báo. Ủa? Đâu có thể. Minh Mạng thông báo nè. Anh Hùng thông báo nè. Quang Trung thông báo nè. Cảnh Thịnh thông báo nè. Ồ, nhiều lắm. Nhà máy tiền xưa. Bao nhiêu đợi? Tiền đố mà xưa diễn xưa hả? Tiền xưa. À, tùy theo ông Tổng Thống. Ai mà muốn cho tiền cổ thì ra liên hệ với anh Thọ. Điện thoại là 909-273-1327. À, tặng cho em luôn. Ủa, tặng em luôn hả? Em cảm ơn anh nhiều. Này, tiền cổ của Việt Nam nè. À, vậy đó hả? Em cảm ơn anh nhiều nha. Ở đây hay là ở đâu? Dạ, ở đây. Ok, tên gì? Dạ, Tuấn Yến Official. Tuấn Yến? Dạ. Ok. Cái đó tiền của các nước nè. Nhiều lắm. Quay cái tờ tiền ảnh tặng nè. Có cái thời bót này, như bót nữa. Có hộp nữa nè. 500 đồng. Tiền là 500 đồng bây giờ cất. Đâu, cái khung luôn. Cái YouTube của em nó phải chậm cho người ta coi cái tờ này mới ngầu nè. Tờ này tờ gì đây? Ủa? Tờ 500 đô la. Trời ơi, tờ này siêu giá trị luôn á cả nhà. 500 đô. Ủa, cái tờ này là thời xưa hả? Thời xưa. Đưa ra 500 đô thời xưa luôn cả nhà. Trời ơi. Ai mà muốn cho tiền cổ là liên hệ với anh Thọ. Đưa hai tờ. Số địa chỉ ấy gì? Là ở chợ chờ Golden Quest và cái số phone ở đây nè. Đừng lên đây đưa hai tờ. Đây nè, cái tờ nè. Đó. Trời, tờ này hơi bị giá trị luôn á. Tờ Việt Nam vậy? Tờ Việt Nam là ảnh tặng cho con. Ngân hàng quốc gia Việt Nam. Chào cô. Hả? Đây gửi lại cho anh Thọ. Ai mà muốn chơi thì cứ ra đây chơi mua tiền cổ ở ngoài đây nha cả nhà. Ở đây nhiều tiền cổ lắm, tất cả các nước trên thế giới luôn. Có tiền Việt Nam ở đây được. Em cảm ơn anh. Em gửi lại anh. Chờ 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 chơi nha. Cái đó là tặng cho em, còn cái này tặng cho cameraman. Cảm ơn nhiều nha. Tặng cho cameraman 2 đô luôn. Đây đâu qua cái tờ này nè. Camera là men là mẹ. Tặng đàn bà không tặng đàn ông ra. Có tặng cho anh rồi. Đây này tờ 2 đô của mẹ hơi bị đẹp luôn á. Tờ này là năm 1953 hả? Dạ. Ủa, ông này là có cái tên, có cái tên ở dưới. Jefferson. Dạ. Jefferson, ông là nó hồi xưa. À, cảm ơn anh nhiều nha. Okay. Cảm ơn anh, cảm ơn Thọ nhiều đó. Cảm ơn anh Thọ nha. Quên tờ này luôn là anh khổ luôn. Tờ này giá trị giá bao nhiêu anh? Tờ này trị giá khoảng 2.000 đô la. 2.000 đô la một cái tờ 500 đô. À vậy đó hả? Cơ duyên nào làm cho anh siêu tầm những cái tờ tiền luôn. Chơi cái này là lúc còn nhỏ, lúc còn khoảng 16 tuổi. 16 tuổi là chơi. 16 tuổi chơi tiền, đó anh bắt đầu anh chơi vui lắm. Dạ. Đó anh có cô em gái cổ đi học, cổ chơi đổi trao đổi tem với bạn bè trong lớp học á. Dạ dạ. Cái mình thấy cổ chơi cũng hay hay chứ. Ồ, mình chơi cũng cổ đó nha. Mình bắt chước mình chơi tem. Dạ. Nhưng mà tới lúc mà đi Mỹ á,
qua Mỹ ai chơi mấy này anh đeo anh bán hết cho mấy người Việt Nam rồi hết. Rồi bắt đầu anh sang đây là cái chỗ mà anh ra chơi đầu tiên, bắt đầu anh ra chơi chơi này. À chơi chơi. Dạ. Lụm mấy cái đồ cũ đồ gì chơi tùm lum. Dạ. Thì bắt đầu phải chơi lại mới thành cái này. Dạ. Cảm ơn anh nhiều. Ok. Là chơi tới giờ xong rồi ra là mở ở đây luôn. Mở cho mọi người đến hồi xưa đi. Hồi xưa anh bán ở đây xong rồi anh nghỉ khoảng chừng 10 năm có rồi đó, anh mới ra bán lại hồi lúc sau dịch là anh ra đây bán à, sau chứ anh ra bán lại. Anh nghỉ bán ở đây cũng mười mấy năm rồi đó. Dạ. Mười mấy năm rồi bán. Em thấy nhiều người bây giờ cũng chơi tiền cổ, người ta cũng sưu tầm nhiều lắm á. Rất nhiều người, chứ không phải nhiều người, rất là nhiều người. Nhưng mà tại sao người ta lại thích tiền cổ? Tại sao anh lại thích tiền cổ? À, cái tiền thì thật ra là anh nghĩ, anh không biết người ta nghĩ là làm sao. Nhưng mà mình chơi mình thấy anh thì anh sưu tập, bộ sưu tập tiền của anh là anh bộ sưu tập bộ tiền Việt Nam. Hôm nào có dịp ra đây, dạ, anh cho coi nguyên cái bộ sưu tập tiền Việt Nam của anh. Giờ bữa nay không có ở đây. Cái đó cũng hơi nhiều không bởi năng hầu như là không biết được tổng bộ rồi, như là gần như là đủ tiền Việt Nam luôn á. À vậy hả? À, hôm nào em muốn làm cái đó anh đem cho anh quay. Ừ, lúc nào à, tuần sau đi, tuần sau em ra sau đi về tổng được đó. Được anh đem cho anh quay. Dạ đặc biệt lắm á. Dạ tuần sau, vậy là tuần sau ra quay cái tiền giả. What? Không phải tiền giả, tiền cổ. Tiền cổ rồi. Dạ em cảm ơn anh nhiều nha. Rồi chúc đầu năm anh sao, chúc năm mới sức cảm khỏe nhiều, làm ăn thành công. Dạ. Em mọi thứ gì à, cái đó tí nhiều ấy, an khang thịnh vượng. Thành công trong công việc. Chúc anh mọi điều được thành công nha. Anh cũng chúc cho em là năm năm mới là coi như là nhiều người vô coi. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều nha. Có gì à, anh vô anh coi kênh. Tôi nghĩ. Lát hồi nữa anh ghi giùm anh. Còn không rồi tuần sau nữa mà phải không? Dạ 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 được. Dạ em cảm ơn anh nhiều nha. Bây giờ em đi. Cảm ơn nhiều mẹ nha. Mẹ ngoài biển rồi đó nha. Tất cả mọi người đều ra đất mẹ ngoài đây đọc kinh. Nói chung là theo ý thì mỗi lần mà có khó khăn hay là có gì ra đất mẹ xin là đều được. Bây giờ đất mẹ này gọi là đất mẹ con sò, đất mẹ Long Bích, nằm ở biển Long Bích cả nhà. Ở đất mẹ này thì gần chùa Phật Tổ nấu đồ chay rất là ngon. Tất cả mọi người mà ai về Cali chơi hay là gì cũng ra biển đất mẹ, xong rồi tiện thể ghé qua chùa luôn nha. Mình ăn xong rồi mình mua đồ ăn về đó, về ủng hộ cho chùa. Á nhiều đồ ăn ngon lắm. Quay tim thấy Yến mập lên. Mua cái hộp này nè ở ngoài á, bán 6 đồng rẻ ghê. Ngon lắm. Ui ngon lắm mà cả nhà cùng ăn nha. Mẹ ăn thử đi mà. Ngon. Trời ơi bánh tâm bì hả? Không lẽ quay lại mua thêm mấy hộp nữa. Ngon lắm luôn á. Không còn cái gì gấp nữa. Không có muỗng rũa không có chuyện hình nhịn ăn bóp tay luôn. Dơ chịu. Ăn mà không? Dễ. Không cần chấm muối luôn. Cái này ăn vậy ngon, chứ giờ đừng bỏ tủ lạnh nó dở. Cần. Nhưng mà bỏ tủ lạnh đây thì mình ăn thì mình phải ăn này. Nói ăn tôm mì là gì cơ? Nói thêm chừng nửa tiếng nữa. Đây
bye mọi người, giờ kết thúc video thiệt luôn.